Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay mình xin phép hướng dẫn mọi người sử dụng cái song cạc K300 và mic AT100 làm sao cho đúng cách và hợp lý nhất nha mọi người nha. Đây nha mọi người nha, song cạc K300. Và kèm theo song cạc thì là sẽ có 3 sợi cáp dây. Đây ạ. 3 sợi dây này thì công dụng của 3 sợi dây này là gì? Thì bây giờ mình sẽ cắm cho mọi người xem và mình sẽ giải thích cho mọi người biết công dụng của ba cái này nhá. Đầu tiên là cái sợi cáp USB này. Sợi cáp này mình sẽ cắm trực tiếp vào chỗ này. Khi mà cái này nó sắp hết pin, cái một lần sạc cái này nó sẽ dùng được rơi vào được khoảng 4 tiếng nhé mọi người nhé. Đây nhé, cái đầu này mình sẽ cắm vào đây, cắm cái lỗ to này này, đây ạ. Đây, đầu này mình sẽ cắm vào đây khi nào mà cần sạc. Còn đầu còn lại mình sẽ cắm vào cục sạc điện thoại hoặc là cắm vào máy tính nhé mọi người nhé. Đấy. Và hai sợi cáp này là gì? Nếu mà mọi người không bắt Bluetooth, không biết bắt Bluetooth đấy ạ, khó khăn trong việc bắt Bluetooth thì mọi người có thể dùng cái dây này để mình lấy nhạc trực tiếp từ máy tính hoặc điện thoại. Đây ạ. Đây nhá. Mình có thể cắm vào cái điện thoại khác để lấy nhạc. Hoặc là mình sẽ cắm vào máy tính để lấy nhạc qua sợi cáp này. Cắm vào cái lỗ đầu tiên này nhá mọi người nhá. Lỗ đầu tiên bên tay trái. Cái lỗ mà có tiếng Anh này ạ. Đấy, cạnh cái chỗ level 3 này. Đấy. Đấy, mình sẽ cắm vào đây. Và một cái này mình sẽ cắm vào máy tính hoặc là điện thoại khác để mình cấp nhạc đầu vào đấy ạ. Nhạc đầu vào nhá. Đây ạ. Còn đầu này, còn cái dây này thì mình sẽ khi mọi người mà live stream ấy, nếu mà mọi người không live stream thì mình thôi mình không cắm. Đây mình sẽ cắm vào lỗ level 1, level 2, level 3. Hoặc cắm vào spec này cũng được. Khi mà mọi người live stream nhá mọi người nhá. Mọi người sẽ cắm vào đây. Cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây. Cắm vào chỗ level 1 này nhá. Và đầu còn lại mình sẽ cắm vào điện thoại. Cắm vào điện thoại đấy ạ. Đây ạ. À, mình sẽ nói qua này. Nếu mà bạn nào mà đang dùng iPhone thì hãy mua thêm cái jack này. Phải mua chính hãng của Apple nhá. Thì nó mới nhận. Chứ mua mà hàng không chất lượng, hàng không uy tín thì nó sẽ không có vào nhạc cho mọi người đâu mọi người nhá. Đây ạ, mình sẽ cắm vào đây. Đấy. Và đầu này mình sẽ cắm vào điện thoại để livestream trên Facebook, Bigo hay TikTok nhá mọi người nhá. Đấy. Dùng để phát trực tiếp đấy ạ. Và cắm tai nghe này. Tai nghe nhá. Tai nghe mình có thể cắm vào đây. Một hoặc hai này này. Lỗ tai nghe này này. Đấy. Đây mình cắm ở chỗ nào cũng được, hoặc là mình có thể cắm ở spec này cũng được. Nhá mọi người nhá. Đấy, cắm tai nghe. Và cắm mic. Quan trọng nhất là cắm mic này này. Cắm mic. Cắm mic mình có thể cắm được 2 mic nha mọi người nhá. Mọi người bạn nào muốn song ca thì có thể mua là 2 mic. Mic 1 và mic 2 mình cắm lỗ nào cũng được. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào mic 1 nhá. Đấy, mic 1. Đấy. Đây ạ, cắm vào mic 1. Đấy. Thôi cắm vào mic 1 nhá mọi người nhá. À, mình muốn nói qua nữa. Bạn nào mà có chơi PK trên TikTok hoặc là Bigo đấy ạ, thì mọi người sẽ sử dụng dây ba màu này nhé mọi người nhá. Sử dụng dây ba màu này như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn. Và cái sợi dây ba màu này nó sẽ có bốn đầu dây thì mình sẽ chỉ cắm hai đầu dây đỏ và xanh này thôi, đỏ và xanh. Còn lại là đầu màu đen này mình sẽ cắm trực tiếp vào điện thoại để mình livestream đấy ạ. Cái đầu màu đen thì cắm trực tiếp vào điện thoại nhá. Còn đầu màu đỏ và màu xanh này mình sẽ cắm như thế nào? Đầu màu xanh mình sẽ cắm vào cái phía ngoài cùng cạnh cái chỗ level 3 này ạ. Phía ngoài cùng này nhá. Đấy. Còn màu đỏ thì mình sẽ cắm vào cái chỗ spec này ạ. Spec nhá. Đây mình bỏ cái dây này ra. Mình bỏ cái dây màu trắng này ra nhá. Đây. Mình sẽ cắm vào chỗ spec. Đấy. Đấy, còn đầu còn lại thì cũng đây ạ. Cắm vào cái chuôi này này, chuôi jack iPhone nhé. Đấy, và sẽ cắm vào điện thoại. Cái chuôi này bạn nào mà có cần mua thì mình mới bán kèm thôi nha mọi người nha. Cái này là đồ của Apple nên là mình cũng không có được, không mình cũng không có để mình tặng cho mọi người đâu ạ. Đấy.
mọi người có thể mình giới thiệu qua này. Còn cái giá đỡ của cái AT100 này này, làm sao mà lỗ nó to thế này, nó sẽ không vừa với cái kẹp bàn này ạ. Cái kẹp bàn này nó có lỗ nó bé hơn này này. Thì mọi người làm sao để cho nó vừa? Thì đi theo cái kẹp bàn nó sẽ có cái này. Nó có cái chuôi ngắn ngắn này. Chuôi ngắn ngắn này mình ở đằng cuối của nó sẽ có cái con ốc, mọi người vặn cái con ốc này ra. Đấy, vặn con ốc này ra. Thì mọi người gắn vào đây. Gắn vào đây nhá. Đấy, nó sẽ lỗ nó sẽ nhỏ lại và mọi người mới gắn được vào cái kẹp bàn nhá mọi người nhá. Đây nhá, vặn hết vào đây rồi gắn vào kẹp bàn là được. Nhá mọi người nhá. Khi mọi người hát ấy, thì mọi người hãy để cho mình cái chế độ KTV này ạ. Cái chế độ KTV này này. Đây nhá, cái chế độ KTV nhá. Mọi người để nói chuyện thì mọi người có thể để ba chế độ này. Còn mấy dưới dưới này thì chế độ già trẻ, già giọng này nọ các thứ thì mình sẽ ở đây. Cái này thì nó có bao gồm được tiếng cười này, vỗ tay này, các hiệu ứng mà mọi người hay PK đấy ạ mọi người ạ. Mọi người chắc mọi người cũng nghe nhiều ở trên các trang nền tảng mạng xã hội rồi. Đấy. Mình sẽ giới thiệu qua như vậy. Có cái to to này là gì? Thì cái to to này là reverb, mà có nghĩa là độ vang đấy ạ. Mình muốn vang nhiều thì mình vặn nhiều lên, còn mình muốn vang ít thì mình vặn ít lại. Đấy, tùy theo mọi người, mỗi người một sở thích mà mọi người nhé. Rồi nhá, mình sẽ hướng dẫn qua là như vậy. Mọi người hãy để ý cái chỗ vặn vặn này này. Chỗ này nó có cái báo pin nha mọi người nha. Khi nào mà sắp hết pin thì mọi người hãy cắm sạc vào nha mọi người nhá. Vâng ạ, chào tất cả mọi người, chúc cả nhà sớm thành ca sĩ nha mọi người nhá. Ai mà thành ca sĩ rồi đừng có quên mình nhá.